Ma là mài, nhai là vách núi. Do vậy, bia văn khắc trên các vách đá núi Ngũ Hành Sơn hay được dân gian gọi là Ma Nhai. Ma Nhai Ngũ Hành Sơn là kho tàng di sản tư liệu quý giá bằng chữ Hán và chữ Nôm với số lượng lớn, nội dung đa dạng, hình thức độc đáo, tính duy nhất, không thể thay thế với nhiều thể loại như ngữ bút, bia ký, thơ văn, đề từ, đề danh, câu đối. Qua khảo sát, số lượng bia Ma Nhai hiện tại danh thắng Ngũ Hành Sơn có 78 bia, trong đó có 76 bia chữ Hán và 2 bia chữ Nôm. Tôi cũng phối hợp với các ngành liên quan, đặc biệt là bảo tàng, là cơ quan chuyên môn sẽ giúp về mặt chuyên môn cho ban để mà mình quản lý, bảo tồn và phát huy cái tốt cái Ma Nhai này. Đặc biệt đó là lực lượng làm nhiệm vụ của đơn vị cũng phải có trách nhiệm tuần tra kiểm soát, cũng phải có công tác tuyên truyền cho du khách và hướng dẫn cho du khách trong cái vấn đề cái Ma Nhai và ý nghĩa và cái sự quan trọng đó, cho nên giữ cho nó nguyên vẹn và cái phát huy giá trị của cái Ma Nhai nó ngang tầm với cái chương trình ký ức cũng đã được ghi nhận là cái đối với UNESCO, đối với cái Ma Nhai di tích danh thắng của Quỳnh Sơn. Đây là nguồn tư liệu quý được giới nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm bởi mang giá trị trên nhiều mặt, lịch sử, nghệ thuật, văn hóa và khoa học. Với việc chương trình ký ức thế giới MOW của UNESCO công nhận Ma Nhai là di sản ký ức, càng tô thêm giá trị đặc biệt của khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, bên cạnh việc được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt năm 2018.